Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thưa quý vị và các bạn là Vinh Gà vẫn còn bị viêm dây thanh, cho nên là cái việc nói nó vẫn không được rõ ràng lắm. Thế nhưng mà hôm nay Vinh Gà xin phép được mạo muội chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video nói về cái cách để trồng hoa hồng nó thành công do các bạn mới tập chơi. Thì thưa các bạn là trong những ngày vừa qua, sau những ngày Tết Nguyên Đán và cái tình hình dịch, thì cái lượng người xem cũng như là các bạn đăng ký mới hay là những bạn mới bắt đầu trồng chơi cây hoa hồng nó cũng tăng đột biến và rất là nhiều. Cho nên hôm nay Vinh Gà muốn là chia sẻ để giải đáp những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của các bạn còn đang tồn đọng rất nhiều ở trên trang kênh, dưới phần comment hay là ở trong cái Messenger hay Zalo. Thì nếu mà quý vị và các bạn đã tin tưởng vào cái cách chia sẻ của Vinh Gà thì hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ đến các bạn một cái video đầu năm nói về các bạn muốn là để thành công trong cái việc trồng cây hoa hồng thì cái điều cần thiết nhất, cái điều mà các bạn phải có khi trồng hoa hồng là cái gì. Thì hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn. Thưa các bạn là quý vị và các bạn mà xem video mà cảm thấy những điều mà Vinh Gà chia sẻ nó hay và ý nghĩa, nó bổ ích cho người chơi, thì mong quý vị và các bạn đừng tiếc Vinh Gà một nút like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Thưa các bạn là có rất nhiều các bạn đã trồng hoa hồng thành công, cũng có những bạn là theo dõi Vinh Gà, có những bạn là đồng hành cùng Vinh Gà từ rất lâu nay. Thì các bạn đã thành công rất là nhiều và có những người còn trồng hoa hồng đẹp hơn cả Vinh Gà nữa. Đó là cái điều mà chắc chắn rằng Vinh Gà khẳng định với các bạn điều đó là chính xác. Thế còn những bạn mà mới chơi hoặc những bạn còn đang chập chững bước vào chơi, các bạn còn đang mông lung giữa tất cả những cái vấn đề trồng và chăm sóc cây hoa hồng như thế nào, thì Vinh Gà nói thế này ạ, có rất nhiều những người trồng hoa hồng, có rất nhiều những cái kinh nghiệm để trồng hoa hồng. Vậy các bạn có thể theo dõi một ai đó, không nhất thiết cứ phải là Vinh Gà, nhưng nếu các bạn theo dõi Vinh Gà thì các bạn chú ý ở những điểm Vinh Gà sắp nói sau đây. Thứ nhất, khi các bạn bước vào chơi cây hoa hồng thì người ta nói là đam mê thôi chưa đủ các bạn nhé, nhưng mà Vinh Gà nói ngược lại một câu là gì, phải đủ đam mê. Khi các bạn chơi cây hoa hồng, các bạn phải đủ cái niềm đam mê. Các bạn đủ là sao? Đó là cái điều cần thiết nhất khi các bạn chơi cây hoa hồng và muốn nó thành công, thì các bạn phải đủ đam mê, chứ không phải chỉ là đam mê cây hoa hồng mà nó là đủ cái đam mê để chơi cây hoa hồng. Là gì? Các bạn phải có cái niềm tin là các bạn sẽ trồng được, các bạn sẽ trồng được hoa hồng đẹp, đẹp hơn người khác nữa. Cái điều đó nó sẽ thúc đẩy các bạn, nó sẽ thôi thúc các bạn trồng những cây hoa hồng. Và các bạn sẽ có cái niềm tin, các bạn sẽ có cái động lực để các bạn tìm tòi cái cách trồng và chăm sóc cây hoa hồng. Với Vinh Gà thì Vinh Gà luôn luôn nói với các bạn là cây hoa hồng nó cũng rất là dễ thôi. Nếu bạn thực sự hiểu nó thì nó rất là dễ, nó không khó. Cũng giống như ở cái vườn của Vinh Gà thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi là cái thời tiết nó khắc nghiệt như vậy. Đồng thời Vinh Gà cũng đi làm rất là bận. Nhưng mà Vinh Gà cũng đã cho các bạn xem cái vườn hoa trong cái dịp Tết nó nở hoa như thế nào. Và nó cũng đang trực tiếp ngay ở phía sau lưng của Vinh Gà đây. Và hôm nay thì là nó cũng tàn hoa đi rất là nhiều rồi, nhưng cũng còn rất là rực rỡ các bạn nhé. Chứ nó cũng không đến nỗi nào là nó đã hết hoa đâu. Thế thì cái điều đầu tiên muốn các bạn trồng hoa hồng để thành công là cái đam mê của các bạn phải đủ. Tức là phải đủ cái đam mê đã. Đủ cái đam mê là cho các bạn tất cả những cái thứ cần thiết để trồng cây hoa hồng đầu tiên cái đã. Khi các bạn đam mê, đủ cái niềm đam mê đó, các bạn mới nghiên cứu là đất nó như thế nào, đúng không ạ? Đất trồng là như thế nào, phân bón là như thế nào, thuốc là như thế nào, chữa bệnh là như thế nào. Và các bạn mới biết cách để làm đúng những cái hướng dẫn mà người khác, những người đã đi trước người ta chia sẻ cho các bạn. Không nhất thiết, Vinh Gà nhắc lại là không nhất thiết phải là Vinh Gà. Và mỗi người chăm hoa hồng có một cái kinh nghiệm riêng. Thì Vinh Gà chỉ chia sẻ những người, chia sẻ cái video cho những người thực sự mà tin tưởng vào cái cách chăm sóc, những cái chỉ dẫn của Vinh Gà. Cái đó là cái đầu tiên để các bạn thành công trong cây hoa hồng.
Thì khi các bạn đã có cái đó, các bạn mới tìm tòi là các bạn mới trồng cây hoa hồng như thế nào, đất như thế nào, đúng không ạ? Và cái cách chăm sóc cái cây hoa hồng như thế nào. Cái điểm thứ hai nữa Vinga nói về giống hoa hồng. Các bạn ạ, nếu bạn mới chơi, bạn còn đắn đo, bạn có thể mua những cái cây hoa hồng nhỏ thôi của nhà vườn, hoặc những cái cành chiết của nhà vườn để các bạn trồng. Rẻ thôi các bạn nhá, rẻ tiền thôi, đừng mua đắt làm gì. Các bạn mua rẻ như vậy về các bạn chăm, nó có chết đi chăng nữa các bạn cũng đỡ tiếc lần đầu tiên, đúng không ạ? Thì từ trong cái niềm đam mê của các bạn lại thúc đẩy các bạn mua thêm một vài cây mới nữa, và các bạn rút kinh nghiệm từ cây chết trước. Đặc biệt là khi cái cây của các bạn chết, cái điều để mà các bạn chắc chắn sẽ thành công trong trồng cây hoa hồng là gì? Các bạn phải biết được là tại sao cái cây hoa hồng của các bạn chết. Đó là cái điểm thứ hai. Khi các bạn trồng lần đầu tiên nó thất bại, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu được tại sao cây hoa hồng của bạn nó chết. Nếu các bạn chưa biết tại sao nó chết, các bạn có thể hỏi, có thể nhắn tin comment, hoặc các bạn có thể hỏi những người đã chơi trước. Khi đã biết là cái lỗi của mình ở đó, thì các bạn sẽ biết là cái cách để khi các bạn trồng lại một cây hoa hồng khác nó sẽ thành công, đúng không ạ? Các bạn mua giống hoa hồng thì nếu các bạn sợ thì Vinga đang nói ở cái điểm thứ nhất là gì? Các bạn mua những cây hoa hồng nhỏ. Cái điểm thứ hai là gì? Các bạn chọn cái giống hoa hồng. Làm sao để các bạn biết là các bạn có thể lướt, các bạn xem trên các cái nhóm hội các bạn thích những cái giống hoa hồng gì, và các bạn xem tên nó là gì, các bạn mua cái giống đó về các bạn trồng. Và nếu các bạn không quan trọng về cái giống thì các bạn cứ hồng cổ các bạn trồng trước. Khi các bạn trồng hồng cổ thành công rồi thì các bạn trồng sang hồng ngoại. Đó là cái điểm thứ hai trong cái phần mà giống cây để cho các bạn có thể thành công khi mới bước vào chơi cây hồng. Cái điểm thứ ba để các bạn thành công đó là cái cách bón phân cho cây hồng, chăm sóc cây hồng như thế nào, đúng không ạ? Vinga nói thế này, ở trên kênh của Vinga hoặc những cái video Vinga chia sẻ, Vinga có chia sẻ từng góc độ là gì. Các bạn có thể là bón phân hữu cơ đậu tương trứng chuối, đúng không ạ? Các bạn có thể dùng chế phẩm hóa học vi sinh các thứ đầy đủ, đúng không ạ? Các bạn có thể dùng phân chuồng, phân hóa học, tùy theo cái điều kiện của các bạn, đúng không ạ? Là gì? Khi các bạn bón phân thì không nhất thiết là Vinga nói các bạn bón phân NPK, các bạn phải bón phân NPK. Các bạn phải tìm hiểu là phân NPK là cái gì, nó có chứa những cái gì trong đó, và các cái dòng phân khác các bạn có, ví dụ như là phân dơi, phân trùng quế, phân bò, phân gà, ở trong đó nó có những cái hàm lượng gì tương ứng, thích ứng với cái cây hoa hồng của bạn hay là với cái phân NPK. Nếu như các bạn không đầy đủ những cái đó thì khi đó các bạn hãy sử dụng NPK, đúng không ạ? Đó là cái mà Vinga nói. Vinga muốn nói là gì? Vinga chia sẻ đó, nhưng không phải là tất cả những điều Vinga chia sẻ thì một bạn nào đó phải áp dụng hết. Các bạn nhớ cho Vinga điều đó là gì? Nếu các bạn ở thành phố, tại sao Vinga lại chia sẻ vậy? Thì Vinga nói là nếu các bạn ở thành phố thì các bạn có thể sử dụng phân đậu tương, đúng không ạ? Bã đậu, rồi là trứng chuối, để bớt ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh của gia đình nhà bạn, và nó cũng không lịch kịch đến cái công việc của các bạn. Vì thường thường các bạn ở thành phố là các bạn là công nhân viên chức nhà nước, cho nên cái thời gian chăm sóc nó không có nhiều. Các bạn không thể nào mà đi lấy phân chuồng để các bạn ủ, xong rồi các bạn ở chung cư hay ở sân thượng, các bạn không thể nào ủ phân gà, phân chuồng để các bạn chăm cây được. Thì các bạn có thể dùng các cái dòng phân đó, đúng không ạ? Trùng quế không phải ủ, phân gà nén không phải ủ, rồi là phân rơi, rồi các cái dòng phân đậu tương hữu cơ vi sinh. Nhưng Vinga lại khuyên nói là gì? Nếu các bạn cảm thấy các dòng chế phẩm, những cái IM của đậu tương GE, đậu tương trứng chuối mà người ta làm, người ta bán sẵn nó đắt, các bạn có thể tự làm, và Vinga cũng đã chia sẻ ở trong trang kênh của Vinga, và các bạn có thể tìm để các bạn tự làm. Vì cái đó bạn làm 100.000 bạn có thể dùng cho 10 đến 20 cây hồng cả 1-2 tháng trời. Nhưng nếu bạn mua 100.000 bạn dùng chỉ được khoảng vài hôm là hết. Đó là cái mà Vinga muốn nói để cho các bạn có thể dễ chơi. Tại sao Vinga lại luôn luôn chia sẻ các bạn những cái điều các bạn dễ nhất, thoải mái nhất? Vì chúng ta nói một câu là chơi cây hồng, chứ chúng ta cũng không nói câu phải chơi cây hồng. Nếu đã trồng chơi cây hồng để ngắm hoa thì các bạn phải thoải mái, phải tự do, phải cảm thấy nó có một cái gì đấy thúc đẩy sức hút. Chứ nếu mà để cho nó áp lực thì Vinga khuyên các bạn không nên chơi. Đó là cái điểm thứ ba trong
cái phần hôm nay là những cái điều mà để các bạn thành công. Trong cái điều thứ ba này thì ngoài cái phần bón phân cho cây hoa hồng như vậy thì Vinh Gà lại nói là gì? Các bạn áp dụng cái phương pháp chăm sóc bón phân cho cây hoa hồng theo từng cái hoàn cảnh, tức là hoàn cảnh của bạn là ở chung cư đúng không? Bạn sử dụng theo kiểu chung cư. Hoàn cảnh của bạn trồng cây hoa hồng dưới đất, các bạn trồng chăm bón theo cái phương pháp Vinh Gà chia sẻ trồng dưới đất. Thế còn các bạn trồng ở trong chậu thì chậu lớn, chậu nhỏ đều Vinh Gà cũng đã đều chia sẻ. Đó là để các bạn khắc phục. Các bạn trồng hoa hồng ở ngoài miền Bắc thì dễ về mùa hè mà khó về mùa đông. Đấy, hoặc là dễ về mùa đông mà khó về mùa hè, tùy theo cái địa điểm, cái không gian của ngôi nhà bạn. Cho nên là các bạn cứ áp dụng những cái Vinh Gà chia sẻ. Vinh Gà luôn luôn là chạy theo là cái gì ạ? Video của Vinh Gà đi theo từng cái thời gian trong năm. Ví dụ là năm nay nó nắng nhiều thì các bạn xử lý cây như thế nào? Sang năm nó nắng ít, các bạn xử lý cây như thế nào? Và đến Tết, các bạn cắt tỉa hoa Tết mà cái hoa của các bạn nó yếu khỏe, trúng đợt hoa Tết hay không trúng đợt hoa Tết, thời tiết rét hay nắng nóng ở trong miền Nam hay ở ngoài miền Bắc, Vinh Gà đều có tách nó ra để chia sẻ cho các bạn rất là dễ nắm bắt, đúng không ạ? Thì đó là cái mà Vinh Gà nói. Ngoài cái phần mà Vinh Gà nói bón phân ở cái điểm thứ ba khi các bạn trồng cây hoa hồng cho nó thành công như thế này thì các bạn là gì? Tưới cây, đúng không ạ? Chăm sóc tưới cây như thế nào? Luôn luôn Vinh Gà chỉ nói các bạn là tưới cây giữ ẩm. Các bạn đừng có nói Vinh Gà là tưới đẫm hay tưới nhạt hay tưới gì. Miễn đất trồng của bạn nó ẩm cho cây nó phát triển. Đó là cái điều kiện tốt nhất. Đến nữa là cái phòng bệnh. Phòng bệnh thì Vinh Gà nhắc lại thêm một lần nữa là gì? Không nhất thiết là các bạn phải sử dụng một cái loại thuốc gì đó mà Vinh Gà chia sẻ hay một người nào đó chia sẻ. Chưa hẳn thuốc đó đã là tốt, còn có nhiều các cái dòng thuốc khác tốt hơn mà nó không lưu, tức là nó không phổ biến hoàn toàn trên thị trường. Tức là có thể ở chỗ nhà Vinh Gà bán, nhưng có thể ở chỗ các bạn bán. Thì các bạn chỉ cần ra cái tiệm phân thuốc ở gần chỗ bạn, bạn hỏi là chỗ nhà em, nhà em cái cây hoa hồng của em nó bị bệnh này bệnh kia, em muốn mua cái thuốc đó, miễn làm sao nó không làm hại cây hoa hồng, không cháy lá cháy cành, không làm chết cây là được, đúng không? Các bạn không nhất thiết cứ phải sử dụng loại phân gì. Có một cái điều là cái tin nhắn mà các bạn gửi đến cho Vinh Gà nhiều nhất đó là gì? Cái thuốc vun phòng nấm là gì? Thì nấm ở chỗ Vinh Gà sử dụng phổ biến mấy thứ là như thế này: Avi, Zinvi và Hoàng Đế, hay nữa là Nano Bạc. Đó là những cái thứ mà Vinh Gà hiện tại đang sử dụng. Thế còn bọ trĩ thì các bạn biết rồi, chủ yếu là phun Radian. Nhưng nếu Radian nó đắt tiền, các bạn có thể mua những cái loại rẻ hơn như Avanta gì đó, Vinh Gà không nhớ cái tên nó rõ, nhưng mà Vinh Gà cũng đã có video chia sẻ rồi. Sau đó là đến các cái phần như là nhện. Nhện các bạn nếu mà các bạn có thể xử trí được bằng ớt, gừng, tỏi ớt nó vẫn hết, hoặc là tàn thuốc lá nó vẫn hết các bạn nhé. Chứ không nhất thiết là cứ phải thuốc, nhưng các bạn phải biết cách. Thì những cái đó Vinh Gà sẽ chia sẻ rõ ràng trong những video. Vinh Gà chỉ nói những cái điểm chính khi các bạn bước vào chơi cây hoa hồng thì các bạn cứ nắm bắt theo những cái đó Vinh Gà là các bạn làm. Vinh Gà đảm bảo với các bạn hoa hồng của các bạn sẽ đẹp. Không nhất thiết các bạn phải. Thì bón phân thì các bạn không cần là hôm nay bón loại này, mai bón loại kia. Thấy cây hoa hồng mình nó đủ là được. Có thể hôm nay bón này, một tuần sau bón cũng được, hoặc nửa tháng sau bón được. Nhưng nó đủ, đủ cái trữ lượng, cái hàm lượng để cho cây hoa hồng chúng ta phát triển. Thế làm sao để biết là đủ? Cây hoa hồng chúng ta phát triển đều đặn, nó không bị tụt đi, đó là nó đủ các bạn nhé. Chứ còn các bạn bón thừa, cái bón thiếu nó đỡ nguy hiểm hơn bón thừa phân các bạn nhé. Nguy hiểm bón thừa phân, một là chết cây, hai là nó sẽ tạo ra, ví dụ như các bạn bón đạm nhiều hoặc là nhiều, nó có, hay là lân nhiều, nó có thể là dư thừa trong đất. Nó, nếu lân nhiều dư thừa trong đất nó tạo độ chua, đạm nhiều nó kết tủa, nó thành một cái dạng khác, nó làm cho cây hoa hồng nó không hấp thụ được, nó làm cho đất của bạn nó hỏng, đúng không ạ? Cái điểm cuối cùng nữa, trong những cái điểm mà các bạn mới chơi hoa hồng chắc chắn phải biết để thành công, đó là gì?
bạn biết cái cây ô hồng của mình đang phát triển vào thời điểm nào, là gì? Cắt tỉa này, đúng không ạ? Cắt tỉa đúng cách, bón phân đúng cách, phòng bệnh đúng cách và chăm sóc đúng cách. Đúng cách là gì? Loại phân nào các bạn áp dụng trong cái thời điểm nào và loại thuốc nào các bạn phun trong thời điểm nào. Đó là một cái yếu tố nó rất là đơn giản nhưng nó lại quyết định cái sự thành công của bạn rất là nhiều. Khi các bạn trồng được cây hoa hồng rồi, sống đẹp rồi, các bạn phòng bệnh tốt rồi thì các bạn phải biết làm sao là chăm cái cây hoa hồng. Hôm nay là phun thuốc gì, bón phân gì hay là tưới cái gì để cho cây hoa hồng bạn phát triển mầm đẹp, hoa đẹp, chuẩn form. Khi đó các bạn chính là người thành công. Đó là những cái điều tri ân đầu năm Vinh Gà muốn chia sẻ đến những các bạn mà bắt đầu bước vào yêu và chơi cây hoa hồng. Nếu các bạn đã trải qua, các bạn đã xem những kinh nghiệm chia sẻ của Vinh Gà, các bạn đã trải qua và các bạn đã thành công rồi mà xem video mà cảm thấy Vinh Gà nói những điều đó nó chính xác, hoặc những người mới chơi các bạn cảm thấy cái điều chia sẻ của Vinh Gà nó là chân tình gửi đến cho tất cả các bạn yêu và đam mê chơi cây hoa hồng, thì nhớ đừng tiếc Vinh Gà một nút like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà. Và cũng đừng quên nhấn nút chuông để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog. Vinh Gà sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn trong cái niềm đam mê cây hoa hồng và sẽ cố gắng thu xếp đầy đủ cái thời gian để trả lời đầy đủ các cái tin nhắn của các bạn. Nếu có chậm 1-2 ngày do cái lượng tin nhắn nó nhiều thì mong quý vị và các bạn thông cảm, Vinh Gà sẽ trả lời các bạn. Bây giờ Vinh Gà xin phép được tạm dừng cái video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà Vlog. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công. Bây giờ Vinh Gà sẽ lướt qua một chút cái vườn hoa hồng của Vinh Gà khi đã nở hoa gần như là tàng hết rồi cho các bạn xem các bạn nhé. Xem là Vinh Gà nói những điều Vinh Gà nói có chứng không hay là Vinh Gà chỉ có là nói cho nó qua chuyện để câu view câu like các bạn. Vinh Gà chăm sóc được, Vinh Gà nói được các bạn nhé. Bàn tay Vinh Gà làm ra thì bàn tay Vinh Gà, thì cái miệng Vinh Gà nói được, cái đầu Vinh Gà nghĩ ra để làm thì Vinh Gà có thể chia sẻ các bạn được. Vinh Gà không lấy của ai, không lấy ý tưởng của ai hay là chăm sóc theo ai cả. Vinh Gà học tất cả mọi người và đúc rút cái kinh nghiệm riêng cho bản thân Vinh Gà, và cái kinh nghiệm đó Vinh Gà chia sẻ lại cho các bạn. Đây là cái cây hoa hồng của Vinh Gà nó đã nở, cái vườn hoa hồng Vinh Gà nó đã nở từ hôm Tết đến giờ các bạn nhé. Hoa vẫn còn rất là nhiều, nó thật sự để nói là rất là nhiều, từ cái phần hoa rồi đến mầm gốc này. Đấy các bạn xem, Vinh Gà bẻ bớt này. Nó mầm gốc lên, Vinh Gà bẻ cây chi là Vinh Gà bẻ hết. Đây cho các bạn xem. Đấy, như cây hồng đào các bạn nhìn từ cái lá xanh mướt. Các bạn nhìn ở góc quay, đây là máy quay của Vinh Gà là bằng điện thoại, cho nên là cái hình ảnh nó không thể bằng các bạn quay. Cái điện thoại của Vinh Gà thì có 1,6 triệu cái Nokia 2 đời 1 đấy các bạn này, chứ không phải là cái gì đâu. Nhưng các bạn nhìn từ lá, nếu như nó không đẹp thì cái máy của Vinh Gà nó không thu được như thế. Thế còn các bạn mà quay bằng những cái dòng điện thoại nó đắt tiền hơn thì Vinh Gà không nói được. Đây các bạn nhìn hoa ở vườn nhà Vinh Gà nhé, mầm. Bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn xem mầm. Đấy, mầm như thế này, này. Đây là mầm như thế này, này các bạn. Đấy các bạn thấy không, mầm gốc rất là nhiều các bạn nhé. Đây đấy mầm gốc này, còn ở ngoài này cũng mầm, những cây nhỏ ngoài này mầm gốc cũng đang lên rất là nhiều. Đây như cây này các bạn, mầm này, Vinh Gà không có nói điều đâu. Đấy thế còn đây các bạn nhìn là như cái này mầm nó vươn như thế này, đấy hoa này. Đó bây giờ Vinh Gà xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Các bạn nhìn ở cái góc này đẹp không ạ, quá đẹp đúng không ạ.